Sáng nay 20 tháng 7 năm 2023, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tiết kiệm Năng lượng Toàn quốc năm 2023. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, nhu cầu năng lượng sơ cấp trong giai đoạn 2010 đến 2019 tăng trưởng khoảng 6% một năm, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm bình quân là 9,71% trong giai đoạn 2010 đến 2021. Theo dự báo, trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5% một năm. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình theo từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với 63 tỉnh, thành phố cùng với các địa phương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở ban ngành địa phương, tổ chức các đoàn công tác, đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, để kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành chỉ thị 20 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Kết quả đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025. Việc đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, điển hình như là việc thiếu điện tại miền Bắc trong tháng 6 vừa qua.